Theo Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ tư tăng liên tiếp. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực chính. Việc nối lại chuỗi cung ứng của các nhà máy ngành nghề chủ lực ngay quý 1 năm 2022 đang giúp tháo gỡ các nút thắt trong chuỗi cung ứng sản xuất. Để tạo đà cho hoạt động sản xuất những tháng tiếp theo, Bộ Công Thương cho biết cần tiếp tục đảm bảo cung ứng đầy đủ nguyên vật liệu, năng lượng để đáp ứng yêu cầu phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án công nghiệp quan trọng, hỗ trợ tối đa các nhà máy duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng. Trong dài hạn, cần thống nhất nguồn lực từ trung ương đến địa phương tập trung đầu tư phát triển các dự án công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp nền tảng, sản xuất, xuất khẩu chủ lực như công nghiệp vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, ô tô, dệt may, da giày, điện, điện tử, chế biến thực phẩm. Cùng với đó, ngành công thương sẽ triển khai hiệu quả các giải pháp của chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, giúp doanh nghiệp khôi phục nguồn lực về tài chính và lao động, phục vụ cho sản xuất. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp đối với các sản phẩm công nghiệp được sản xuất ở Việt Nam, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh, xây dựng hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm nhập khẩu nhằm hỗ trợ sản phẩm trong nước tăng tỷ lệ nội địa hóa.